Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hôm nay lướt qua những trang báo, có một bài xin được chia sẻ bài này cùng đến quý vị và các bạn. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh, tôi vừa trò chuyện cùng Nguyễn Văn Nghị. Nhiều năm nay, dư luận cứ loay hoay với nhân vật Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1978. Ngụ cai lậy Tiền Giang, nhân vật này xuất hiện ngay những ngày đầu xảy ra vụ án. Nhưng sau đó, trong hồ sơ không còn, nói đúng hơn là cơ quan tố tụng xác định không liên quan nên dẹp qua một bên. Tôi và nhiều anh em phóng viên cũng lần theo thông tin nhân thân của Nghị, nhưng nhân vật hoàn toàn biến mất. Trên mạng bắt đầu theo dệt Nghị là cháu phó chủ tịch nước. Mãi đến đầu tháng 5 2020 thì một số đối tượng tung tin vịt Nghị là cháu nội Trung tướng Nguyễn Việt Thành, tư bốn. Một số đối tượng hải ngoại còn nói Nghị ở Canada, số khác nói Nghị đã sang Mỹ. Các thuyết âm mưu đều được kích hoạt hết công suất và không cơ quan nào đính chính. Một lớp bụi bí ẩn liên tục được phủ lên nhân vật Nguyễn Văn Nghị càng lúc càng dày. Bài báo tương đối đầy đủ về Nghị đăng trên báo Công an Nhân dân của tác giả Nhã Phong với hành tung tương đối đáng nghi. Nhiều người nói anh Nhã Phong tiếp cận vụ án từ sớm và khá sâu nên sẽ có thông tin. Tuy nhiên, không ai có thể nói thêm điều gì vì tác giả Nhã Phong đã chết. Anh chính là nhà báo Hoàng Hùng, phóng viên báo Người Việt Lao Động, Công an Nhân dân bút danh Nhã Phong, chết trong vụ án rúng động dư luận cũng đã xảy ra tại Long An, vợ bị đốt. Những người có liên quan trực tiếp đến quá trình tố tụng giai đoạn đầu trùng hợp lại mất rất sớm, vụ án vì vậy lại phủ thêm lớp màn bí ẩn. Hôm qua, nhóm phóng viên Dân Việt đã lần theo nhân vật Nguyễn Văn Nghị theo thông tin báo chí đưa mười mấy năm trước và hồ sơ 4.000 gia đình tại địa phương đã được lật tung. Kết quả không có ai là Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1978. Cuối cùng, nhân vật Nghị cầu voi lại sinh năm 1984 và là Nguyễn Hữu Nghị, ngụ ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An. Lớp màn phủ lên Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1978 đã được vén lên. Tuy nhiên, Nghị 84 lại không hề có gốc gác gì và con nông dân rặt luôn, không gốc gác gì hết. Ngày xảy ra vụ án, Nghị cũng bị mời. Mọi thuyết âm mưu Nghị là con ông cháu cha đều phá sản. Nghị học chung em gái tôi từ lớp 1 đến cấp 2 luôn. Tôi là Danh, biết Nghị khi tôi học lớp 3 trường làng và Nghị học lớp 1. Nếu tính đúng thì tôi quen biết Nghị đã 30 năm. Vì ngay từ đầu xác định Nghị sinh năm 1978 và ngụ cai lậy nên mọi hướng xác định đều chẹt ra khỏi vụ án. Mọi thuyết âm mưu đều được bật lên. Cho đến ngày Dân Việt đi đến tận nơi để lùng sục thì Nghị thật bất ngờ xuất hiện và làm chân hững tất cả mọi người. Nghị sau khi vụ án vẫn sinh sống bình thường ở địa phương, bán bảo hiểm xe cơ giới ngay tại điểm đăng ký xe của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Long An, và khách mối khá nhiều vì Nghị vui vẻ và nhiệt tình. Nếu nói về gốc gác thì Nghị không hề có chút số má gì, cũng gốc nông dân như tôi và cách nhà tôi khoảng chừng 2 km, không có lý do gì để bao che Nghị. Chiều nay tôi gọi điện thoại cho Nghị, Nghị nói: em không liên quan gì anh ơi, em chưa từng làm việc gì với công an cả. Nhiều người xưng là bạn anh và gọi cho em, nhưng em trả lời em không biết. Nhưng vì sao có nhiều lớp màn bí ẩn phủ lên Nghị suốt 12 năm để dư luận mãi mãi tập trung vào một nhân vật rất bình thường như thế này, thì mỗi người sẽ tự nghĩ ra những thuyết âm mưu mới. Tuy nhiên, sự bất ngờ của bản ảnh, màu tấm thớt dính máu, rồi sự xuất hiện bất ngờ khiến xã hội bất ngờ đến mức chân hững, không hề vô ích. Tôi biết,
Sự thật đang đến rất gần. Với điều kiện Bộ Công an và Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải vào cuộc, cần lục lại tất cả những người bị được mời trước đây và làm lại toàn bộ việc Nghị 1978 giấu lãnh đạo cao cấp tồn tại 12 năm vẫn chưa từng được đính chính để giải oan cho lãnh đạo, gợi cho tôi nhớ những suy nghĩ khác. Dẫu sao, lớp màn bí mật về Nghị thật cũng đã được giải mã, những bức màn khác rồi cũng sẽ được vén lên. Theo Facebook Trương Châu Hữu Danh. Theo như tất cả chúng ta đều biết, vụ án Hồ Duy Hải hiện tại đã được 5 ngày, hôm nay là ngày thứ 6, đang được điều tra. Trong lần này thì mọi việc chắc có thể là sẽ tốt đẹp. Mình thấy rất nhiều các bạn đã chia sẻ bài viết đó rồi, cho nên là mình không chia sẻ nữa. Ai theo dõi vụ án này thì cũng biết chắc chắn rằng sự việc sắp sửa được đưa ra ánh sáng, sẽ có rất là nhiều tin vui, tin hay cho Hồ Duy Hải. Mình sẽ đọc những phần bình luận của các nhà báo, những người blogger, họ chia sẻ những gì mà họ biết được về người dân ở Long An. Vụ án này xảy ra thời gian quá lâu, đã 12-13 năm. Bây giờ lật lại để xem lại những lời bình luận của các trang báo. Một số người cũng lớn tuổi cũng đã ra đi và những người còn ở lại, và họ đã tổng hợp lại một trang báo về người dân ở Long An nói gì trong vụ án Hồ Duy Hải, xin được gửi đến quý vị cùng các bạn. Vụ án Hồ Duy Hải, người dân Long An nói gì? Phóng viên Dân Luận thực hiện. Thứ ba, ngày 30 tháng 12 2014. Sáng nay, ngày 30 tháng 12 2014, khi nghe thông tin trại giam không cho gia đình anh Hải thăm gặp, gia đình anh Hải đã biểu tình, cởi áo phản đối cách hành xử của phía trại giam. Phóng viên Dân Luận đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Giang biểu ngữ phản đối đến phẫn uất lột quần áo. Khi chúng tôi đến nơi thì thấy có rất đông người dân hiếu kỳ tập trung trước cổng trại giam. Xung quanh có vô số lực lượng an ninh và công an bao vây trước cổng trại. Bà Loan phẫn uất, cởi áo phản đối cán bộ trại giam. Theo lời kể của người dân chứng kiến thì vào lúc khoảng 8 giờ, gia đình của Hồ Duy Hải vào làm thủ tục thăm nuôi, nhưng cán bộ trại giam không cho thăm nuôi Hồ Duy Hải và không nêu rõ ràng lý do. Sau đó, gia đình anh đã căng những biểu ngữ bằng giấy kêu gọi sự chú ý của những gia đình tù nhân khác, nhưng đã bị những công an và cán bộ trại giam giật băng rôn. Được biết, hôm nay là ngày đi thăm nuôi định kỳ hàng tháng, ngày 15 và ngày 30 hàng tháng, nên có rất đông thân nhân đến thăm gặp. Khi đó, gia đình Hồ Duy Hải đã phản kháng bằng cách gào thét lên để phản đối hành động giật băng rôn của cán bộ trại giam. Khi không thể gây sự chú ý bằng việc căng biểu ngữ được nữa, họ đành cởi áo ra để viết lên người và nội y của mình những thông điệp kêu oan cho Hồ Duy Hải. Sau hành động cởi bỏ quần áo đó thì những người thân nhân thăm nuôi kéo đến chú ý rất đông. Đồng thời, những người dân xung quanh, người đi đường hiếu kỳ kéo tới càng ngày càng đông hơn. Bà Loan và gia đình Hồ Duy Hải bắt đầu gào thét, phân trần nội dung vụ án cho tất cả mọi người hiểu rõ vì sao bà và người thân phải làm như vậy. Trong số những người hiếu kỳ đó, có người họ không biết vụ án Hồ Duy Hải và tò mò về hành động của bà Loan, nhưng cũng có rất nhiều người được biết vụ án Hồ Duy Hải qua các truyền thông, báo chí, Internet. Chúng tôi đã trò chuyện với một số người dân đi đường và người dân địa phương quanh khu vực đó về sự việc này. Một ý kiến trái chiều của người dân, anh Bill làm nghề lái xe gần khu vực đó cho biết: từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy sự việc nào lại xảy ra như thế này. Gia đình anh Hải phải oan ức lắm thì họ mới làm như vậy. Tôi thấy cán bộ trại giam không dám đuổi họ ra,
không dám mời họ vào và cũng không dám đụng vào họ, thì tôi nghĩ rằng cán bộ có gì sai sót đó thì họ mới thể hiện như vậy. Người dân hiếu kỳ đến xem. Anh Sang làm ruộng, nhà gần dãy quán cà phê đối diện trại giam, chia sẻ: "Tôi có nghe vụ giết người ở Cầu Voi. Tôi ở gần đây nên thường xuyên lân la đến quán cà phê và nói chuyện với thân nhân những người tù. Thì biết là có một tử tù đã nhiều năm mà chưa xử tử. Nghe nói thằng này nó bị oan 5-6 năm rồi mà chưa được giải oan. Không biết lý do vì sao. Hôm nay tôi mới thấy gia đình lên kêu oan, thấy họ quyết liệt và tội nghiệp quá. Chắc là họ phẫn uất lắm mới làm như vậy." Bà Bảy quán nước, những người từng nhiều lần tiếp xúc với gia đình Hồ Duy Hải trong những lần thăm nuôi trước đó thì nói: "Tôi nghe gia đình nói Hồ Duy Hải bị ghép tội, nhưng không đủ chứng cứ. Thằng Hải nó có thời gian vắng mặt hợp lý mà vẫn bị định tội, thật vô lý. Nghe đồn nó bị xử tử để thế mạng. Tôi nghe người thiên hạ nói như vậy, mà vụ án này nổi tiếng ở Long An lắm chú ơi. Thiên hạ xứ này người ta đồn ầm lên đó. Ai cũng biết là nó chịu tội oan mà cũng không làm gì được." Lượng công an, cảnh sát giao thông dày đặc tại trại giam. Bà Gánh, người trong nhóm thăm thân nhân, gặp tù nhân thì bức xúc. Gia đình Hồ Duy Hải manh động quậy phá quá, làm hỏng thời gian thăm gặp của các tù nhân khác, khiến cho tụi tôi và gia đình của nhiều tù nhân khác bị cán bộ trại giam đuổi ra khỏi trại và không cho thăm nữa. Nhưng tôi cũng thấy tội nghiệp gia đình họ, vì cùng hoàn cảnh gia đình người tù, cho nên chúng tôi hiểu cảm giác của nhau. Lỡ trong đó nó chết nên không ai dám cho gặp, cho thăm thì làm sao? Ông Kiệt xe ôm kể lại sự việc mình chứng kiến. Khoảng 12 giờ trưa, tôi thấy họ, tức là gia đình của tử tù Hồ Duy Hải, ngồi bẹp ngay cổng trại giam. Thân nhân bên ngoài gửi cơm vào, cán bộ không cho, để cho họ đói và khát đi về. Kiểu gì thì kiểu, chứ tôi thấy hành hạ người ta kiểu này bất nhân quá. Thì chúng tôi đi cách trại giam khoảng 30 mét thì gặp một nhóm người cũng đang chia sẻ về vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Phần lớn họ bức xúc về bản án của Hải. Tuy nhiên, có một số người cũng không đồng tình về cách cư xử của gia đình. Bên trong trại giam, gia đình tử tù Hồ Duy Hải đang biểu tình. Bà Lan cho biết cảm nghĩ của mình: "Tôi nghe mấy ông công an bên đó nói chuyện với nhau là hôm nay có phái đoàn gì đó đến thăm, hỏi han vụ thằng Hải, cho nên gia đình mới không được gặp. Vậy mà mấy người đó không hiểu làm sùm hết trơn, manh động quá. Tôi cũng cảm thấy tội thằng Hải nữa, nhưng tôi thấy làm như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì, mà có khi làm lớn chuyện lên. Người ta nhìn vào thì không hay. Tôi không hiểu vì sao gia đình thằng Hải làm như vậy, là vì không kềm chế, vì tức quá, ức quá nên mới làm như vậy. Nhưng phải chi gia đình bình tĩnh hơn." Sau khi nghe chia sẻ của bà Lan, chị Quy cũng bày tỏ cảm nghĩ cho chúng tôi biết: "Tôi thấy người ta phẫn uất quá mới làm như vậy. Thử gia đình tôi coi, có khi tôi cũng làm như vậy." Nhiều ý kiến trái chiều của dư luận xung quanh việc gia đình tử tù Hồ Duy Hải làm náo loạn khu trại giam Long An ngày hôm nay. Tuy nhiên, phần lớn đều tỏ ra đồng cảm với gia đình anh Hải. Họ cho biết đây là lần đầu tiên họ chứng kiến sự việc này diễn ra và cho rằng thật bất công cho anh Hải và gia đình anh. Sự việc ngày hôm nay diễn ra cho thấy đây là hệ quả tất yếu của sự oan khuất tích tụ nhiều năm qua của gia đình có thân nhân bị tử hình oan. Nhóm phóng viên dân luận thực hiện một bài viết quá hay. Những lời bình luận, cảm xúc, chia sẻ của những người chứng kiến mẹ của tử tù Hồ Duy Hải đi thăm nuôi anh mà không được cho vào. Mình xin tạm dừng video ở đây và kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Xin chân thành hẹn lại quý vị và các bạn ở video sau. Chân thành cảm tạ.